Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Thảo My MMO. Đầu lời đầu tiên thì chúc anh em ngày mới tràn đầy sức khỏe và kiếm thật nhiều tiền cùng với mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các con app đào mỏ có tên là UMT Miner nha các bạn, có nghĩa là đào mỏ. Đấy, hiện tại đi như mình đây thì đang có một đang đào mỏ, đang có sẵn của một con đào mỏ đây. Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đăng ký và cái các bước để mình đầu tư hoặc là mình chơi, có thể chơi miễn phí nhé các bạn. Đấy, như hiện tại thì các bạn có thể đầu tư tối đa là 100 đô thôi. Đấy. Thì để đăng ký thì các bạn sẽ bấm vào đường link mình để ở phần mô tả. Thì các bạn sẽ tiến hành đăng ký. Khi bấm vào đường link đăng ký thì các bạn sẽ hiện ra cái giao diện thế này. Đấy, đây là UMT Miner. Đấy, hoàn toàn là tiếng Anh hết nha các bạn. Đấy, các bạn có thể chuyển đổi sang tiếng Việt ở chỗ này này. Đấy, cái chỗ quả cầu này các bạn màu xanh đấy. Đấy, các bạn bấm vào. Ở đây rất có nhiều ngôn ngữ. Thì các bạn kéo xuống và các bạn sẽ chọn là ngôn ngữ tiếng Việt. Đấy, xong đây các bạn bấm quay lại. Thì cái hàng đầu tiên là cái mã mời. Thì mã mời mình sẽ có sẵn ở chỗ đường link rồi. Các bạn chỉ cần bấm copy đường link ấy và đưa ra trình duyệt để đăng ký. Thì hàng thứ hai là hàng email. Thì các bạn sẽ điền email của các bạn vào đây. Đấy, xong đấy các bạn sẽ bấm cái mã captcha này vào đây chỗ này. Ví dụ như mã captcha đây là 4255 thì các bạn bấm 4255 vào nhé. Ở xong đây các bạn sẽ nhập cái mật khẩu đăng nhập vào đây. Ừ. Thì mật khẩu đăng nhập này thì khuyên các bạn là các bạn cứ điền mật khẩu bảo mật cả chữ cả số càng tốt nhé, thì để bảo mật cho tài sản của mình mà. Đấy, sau đấy các bạn sẽ nhập lại và các bạn tiến hành bấm đăng ký. Đấy. Sau khi đăng ký thành công thì các bạn sẽ quay lại và cái đăng nhập vào đấy, thì các khi đăng nhập vào thì cái giao diện trang chủ của nó sẽ như thế này. Thì các bạn lúc đầu các bạn chưa nó sẽ ra tiếng Anh nhá, các bạn đăng đăng nhập ấy thì nó sẽ vào cái tiếng Anh. Thì các bạn bấm vào cái chỗ biểu tượng của tôi này, thì các bạn sẽ bấm vào cái giao diện màu xanh này, thì các bạn sẽ chọn là ngôn ngữ tiếng Việt nhá. Đấy, như mình đã chọn sẵn rồi thì nó sẽ ra tiếng Việt cho các bạn. Thì ở đây hiện tại thì con app này thì các bạn sẽ có hai hình thức đầu tư, hai hình thức kiếm tiền. Hình thức thứ nhất là miễn phí và hình thức thứ hai là các bạn đầu tư. Thì đầu tư tối đa ở đây thì các bạn đầu tư chỉ được 100 đô thôi hiện tại. Đấy. Thì mình nói qua về cái cách đầu tư miễn phí thì cái đăng ký xong thì các bạn sẽ được một cái thợ mỏ miễn phí level 1 như thế này, như mình đã thấy đây. Thì các bạn sẽ được miễn phí 3 ngày. Các bạn mà KIC thành công nữa thì các bạn sẽ được thêm một ngày. Đấy, để KIC thì các bạn bấm vào chỗ của tôi. Để KIC thì các bạn bấm vào của tôi nhé. Đấy, có chữ KIC này thì các bạn bấm vào đây. Thì bấm KIC như mình đã đây là mình đã KIC thành công rồi. Thì các bạn sẽ bấm vào. KIC thì ở đây nó sẽ bắt buộc các bạn là chọn quốc gia này. Thứ hai là tên của các bạn. Thì các bạn yêu cầu các bạn điền in hoa không dấu nhé các bạn. In hoa không dấu nhé, xong rồi các bạn sẽ điền cái số căn cước công dân và chụp hai cái ảnh mặt trước và mặt sau để tải lên. Xong đấy các bạn gửi sẽ thành công nhé các bạn. Đấy. Thì nó sau khi KYC thành công thì các bạn sẽ được thêm một ngày miễn phí của cái này nữa. Thứ hai là cái phần nhiệm vụ miễn phí. Ở đây các bạn bấm vào chỗ nhiệm vụ này này. Đấy. Ở đây sẽ là miễn phí nhé các bạn. Ở đây có hai cái nhiều nhiệm vụ này. Đấy. Nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ chia sẻ. Nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ đi chia sẻ, thì các bạn sẽ thấy ở đây nhiệm vụ độc quyền mời 3 người bạn đăng ký và hoàn tất xác minh KYC thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng là 0,5 cái kim cương và 100 đồng vàng cộng 100 cái toàn cầu 5% cộng một đĩa may mắn. Cái toàn cầu và đĩa may mắn này thì mình sẽ giải thích cho các bạn sau. Đấy. Còn phần thứ hai là cái nhiệm vụ hàng tuần thì các bạn sẽ mời người chơi hợp lệ. Hợp lệ là thế nào? Hợp lệ là các bạn khi mời một người chơi đăng ký và nạp tiền 20 đô la trở lên thì là tính hợp lệ.
$20 và các bạn tiến hành mua thợ mỏ mới là hợp lệ. Còn cái phần hợp lệ như thế nào, đầu tư thế nào, tí nữa mình sẽ hướng dẫn qua. Đấy, thì các bạn sẽ mời một người đây, như ở đây mời ba người dùng hợp lệ thì các bạn sẽ được thêm $1 đấy, với cộng 2% cái tăng tốc đấy, 5 người thì các bạn thêm 2% này nữa, $2 đấy. Nó có mốc ở đây đấy, nó có rất là nhiều nhiệm vụ ở cái thành tựu này đấy. Như mình ở đây có thành tựu là mời 5 người trên cấp 1, mình đã mời xong rồi, mình bây giờ bấm nhận. Đấy, chúc mừng bạn nhận phần thưởng hai đấy, có hai được hai đưa hai kim cương này là $2 đấy các bạn. Đấy, như vậy mình đã nhận xong và tổng số thợ mỏ được thuê đạt 2 thì mình sẽ nhận được thêm $2 nữa. Đấy, đấy là phần về phần miễn phí. Miễn phí bình thường thì các bạn sẽ hàng ngày các bạn sẽ bấm vào chỗ quay này. Đấy, các bạn sẽ quay vòng quay, như ví dụ như hôm nay là điểm hiện tại của mình còn 2. Đấy, thời gian còn rảnh còn lại hôm nay là không, thì các bạn khi có điểm hiện tại còn lại hai là mình được hai lượt quay các bạn, thì mình bấm vào cái hình quay này. Ở đây nó quay thì ra các cái vật phẩm, ví dụ như cái cuốc này nó tăng cái gọi là tốc độ đào của bạn mấy mấy phần trăm thôi đấy, bạn nhận này. Đấy, còn bấm thêm lần nữa đấy, ở đây nó sẽ có các cái thuộc tăng tốc, ví dụ như găng tay này đấy, cái như cái này thì nhận quà là cái bình thuốc nó tăng tốc các bạn, cái như, tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấy, như vậy là hai lượt quay đã xong thì mình sẽ bấm quay lại này. Đấy, con này thứ hai là cái phần các bạn đầu tư để kiếm tiền. Ở về phần miễn phí thì các bạn đã kiếm được 3 ngày và được $1,5 nhé. Mỗi ngày các bạn miễn phí sẽ được $0,5 và 3 ngày sẽ được $1,5, và các bạn cai chơi thành công nữa để thưởng thêm một ngày nữa thì các bạn sẽ tính được là tổng miễn phí là 2%, $2 đấy. Còn với phần các bạn đầu tư thì ở đây hiện tại các bạn bấm vào cái phần chợ này thì ở đây là có ba thợ mỏ nha các bạn. Đấy, thợ mỏ $20 này, đấy, và thợ rò cái level 2 là $60 nha các bạn. Ở đây thì nó thông báo sẵn cho các bạn ở trên kia trang chủ có cái nền tảng này, thì nó sẽ thông báo là về lợi nhuận của từng cái thợ mỏ. Đây là cái kênh chính thức của cái nền tảng này. Đấy, nó thông báo sẵn cho các bạn ở đây bằng tiếng Anh. Thì các bạn sẽ bấm vào dịch. Và đây ví dụ như thợ mỏ level 1 thì các bạn số lượng là 1.500 cái thợ mỏ, nó bán hết sẽ không bán nữa các bạn. Và lợi nhuận hàng ngày của các bạn là $0,64. Đấy, giới hạn là 180 ngày. Và cái thợ mỏ level 1 mà ban đầu cũng như thế. Hai cái thợ mỏ là nếu mà các bạn mua hai cái mỏ đấy là các được bằng một ngày là tổng $40, thì một ngày các bạn sẽ được $1,2 một. Và cái thợ mỏ level 2 thì giá $60 thì các bạn sẽ có giá $60 và lợi nhuận hàng ngày là $2,1. Cái thợ mỏ level 2 thì các bạn sẽ có giá là $60 và lợi nhuận hàng ngày là $2,1 và giới hạn thời gian là 180 ngày các bạn. Đấy, lợi nhuận là tính ra cũng là rất cao, cũng phải cần 3,5 đến 4% này các bạn. Thì hiện tại nó có 3 thợ mỏ thôi. Đấy, hàng ngày ở trên cái kênh này thì có sẽ gửi cho các bạn cái mã code để các bạn điền vào để nhận những cái phần quà tăng tốc. Thì tăng tốc thợ đào các bạn. Đấy, nó có giới hạn từ 16 giờ và 22 giờ hàng ngày nhé các bạn. Đấy, thì ở đây nó có ba cái thợ mỏ level 1 này, level 1.2 này, level 121 này. Đấy, thì các bạn thấy tổng là ba thợ mỏ sẽ là $100 nha các bạn. Đấy, để hướng dẫn các bạn nạp tiền thì cái nền tảng này nạp tiền qua USDT nha các bạn, nó không nạp bằng banh ngân hàng. Đấy, thì các bạn nạp vào chỗ thì các bạn sẽ bấm vào chỗ dấu cộng này, có phần kim cương này. Đấy, khi mình nạp tiền thì nó sẽ ra cái chỗ số tiền nạp, ví dụ các bạn nạp $100 thì các bạn điền $100. Đấy, thì các bạn sẽ mua được ba cái thợ mỏ. Sau khi bấm vào 100 đấy thì các bạn sẽ bấm vào chứng nộp, nó sẽ ra nhé. Nó sẽ ra một cái trang để các bạn chuyển tiền. Ở đây nó sẽ có là địa chỉ là TRC20 này, các bạn sẽ copy này. Đấy, cái mã QR này thì các bạn sẽ quét cũng được, hoặc là các bạn copy cho nó chắc ăn nhé. Sau khi chuyển xong nó sẽ tự động vào cho các bạn, vào tài khoản của các bạn nhé. Mỗi người có một cái tài khoản riêng biệt nhé. Đấy.
Khi nạp tiền thành công thì nó sẽ hiện vào chỗ này. Ví dụ như các bạn nạp 100 đô la thì nó sẽ hiện 100 đô. Đấy, thì các bạn sẽ tiến hành vào chợ và các bạn tiến hành bấm mua nhé. Đấy, ví dụ như là mua một cái sản phẩm này thì sẽ 20 đô la, các bạn bấm vào đây và xác nhận nhé. Thì nó sẽ tự đào cho các bạn, tự động đào, đấy, tự động hoạt động. Đấy, kể cả 60 đô này cũng thế. Thì nó là 60 kim cương, đấy, tương đương với 60 đô la. Đấy. Sau khi mua xong thì các bạn sẽ ra đây, đấy, các bạn sẽ thấy này, như đây cho mình là một này, bấm đây này cũng đang đào. Các bạn tại sao, tại sao là có cái chỗ 16 giờ này, đây là phần tăng tốc các bạn. Ví dụ như các bạn sẽ được cộng thêm phần trăm để nó đào nhanh hơn. Ở đây là mình là 10 cộng 16% đấy. Thì ví dụ mình quay được hoặc là mình trao đổi code thì các bạn là cái mã code đấy để các bạn dán vào đây thì các bạn sẽ nhận được những cái phần quà như thế này, như ở dưới này mình đã đổi này đấy, mình đã đổi rất nhiều. Và cách sử dụng của nó như thế nào thì các bạn sẽ bấm vào chỗ cái búa này đấy, cái biểu tượng các bạn thấy không, kéo lên cái chỗ này nó sẽ nằm ở bên này đấy, mình đang có mấy món này mình phải bấm vào. Ví dụ thế mình sẽ bấm vào chỗ cái mỏ của hiện tại của mình đang có, mình sẽ bấm tích vào chỗ này đấy. Sau đây các bạn sẽ bấm xác nhận đấy, nó sẽ tiến hành là ok cho các bạn đấy, như vậy là thành công đã cài. Và đây có 3 bình nữa mình làm nốt, bấm vào tăng tốc đấy, các bạn bấm xác nhận cái bình này nó tăng tốc tất cả các bạn đấy. Rồi ok đấy, như vậy là hiện tại là nó tăng lên được bao nhiêu này, in lúc nãy là 16% đúng không, bây giờ là tận 46% này, rất chi là ghê gớm các bạn đấy, thợ mỏ đào rất cật lực đấy. 46%, ví dụ như các bạn một ngày các bạn kiếm được 22 đô la chẳng hạn thì nó tăng tăng tốc được 46%, là gần được 1 đô nữa rồi, rất chi nhanh đúng không các bạn. Đấy, các bạn nên chịu khó lấy cái mã code và đấy để giới thiệu bạn bè học định cực quay vòng quay nhé các bạn. Đấy, mỗi ngày có 2 lượt vòng quay nhé các bạn quay đấy, làm hết các nhiệm vụ miễn phí chia sẻ và cái thế này đấy, các bạn sẽ thu nhập 100 đô sẽ kiếm ngày 10 đô cũng rất là cũng có thể là kiếm được nhé các bạn. Đấy. Để giới thiệu bạn bè thì các bạn bấm vào chỗ đăng lại này, đấy, các bạn sẽ copy cái đường link này lên đấy, thì các bạn sẽ gửi cho người bạn bè người thân. Đấy, con này ví dụ như là các bạn tuyến dưới của các bạn đầu tư 100 đô thì các bạn sẽ hưởng 10% và là 10 đô la nha các bạn. Cái số tiền 10 đô la đấy các bạn có thể được rút luôn. Và như mình đây, để mình đã rút tiền như lịch sử rút tiền đấy, hồ sơ rút tiền đấy, mình đã rút được 18 đô và 11 đô này các bạn nhé, phí nó sẽ là 5% nha các bạn. Thì rút tiền thì trong các bạn rút 24 đến 24 nhé, nó về trong vòng khoảng 5 đến 30 phút thôi, rất cũng rất nhanh các bạn. Đấy, app giao diện rất mượt mà, mình thấy con này tiềm năng và lâu dài đấy. Đấy, nó có tổng là tất cả các những cái mỏ này nó chưa ra, nó chỉ ra 2 cái mỏ nhỏ thôi các bạn, nó quảng cáo thôi đấy, những cái mỏ lớn này nó chưa ra này. Đấy, những cái mỏ lớn này ra thì nó sẽ cao hơn hiểu không? Đấy, nên các bạn cứ tranh thủ để đầu tư và giới thiệu bạn bè vào càng sớm càng tốt nhé. Đấy, thì sau đây mình sẽ tiến hành quay trúng thưởng cho các bạn đã bình luận vào video lần trước để xem ai là người trúng thưởng nha các bạn. Đấy, các bạn nói qua các bạn là khi liên kết địa chỉ ngân hàng thì các bạn địa chỉ rút tiền thì các bạn bấm vào đây đấy, các bạn sẽ liên kết nhé. Ở đây nó sẽ có TRC20 thì các bạn sẽ copy vào và dán vào đây đấy, điền mật khẩu đăng nhập là để rút tiền thuận lợi thì các bạn đấy. Sau đây mình sẽ tiến hành quay thưởng nha các bạn. Đây là cái video lần trước mình đã hôm qua mình đã đăng đấy, video kiếm tiền về nền tảng căn cơ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hành copy cái đường link sao chép này, mình sẽ tiến hành quay thưởng cho các bạn và mình sẽ dán cái đường link của vào đây đấy, trong đó mình sẽ bấm tìm về để tiếp tục. Đấy, đã hiện là hoàn thành là 36 lượt bình luận hợp lệ nhé các bạn. Và sau đây mình sẽ tiến hành quay thưởng cho một bạn may mắn nhất nhé các bạn. Đấy, để xem ai là người may mắn nhất của ngày hôm nay nào. Xin chào, xin chúc mừng bạn CZ. Bạn ấy đã bình luận là chúc bạn luôn vui vẻ. Đấy, cảm ơn bạn CZEDRD này. Thì bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Telegram của mình để nhận phần thưởng là 50k và đặc biệt nha các bạn. Đấy, mỗi video mình sẽ chi ra 50k để quay tiến hành quay thưởng cho các bạn.
Video của mình đến hôm nay đến đây là kết thúc nha các bạn. Đấy, thì các bạn nào đã quan tâm theo dõi xem qua video thì hãy để lại một lượt bình luận, một lượt follow và một lượt để khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết. Để các bạn tham gia các cái nền tảng kiếm tiền cùng với Thảo My MMO nhé. Đấy, chúc các bạn mà thật là may mắn kiếm thật nhiều tiền cùng với mình. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau.